Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel Loan Lộc để theo dõi những tin tức về giải trí. Ngày hôm nay là buổi sáng của ngày thứ tư, ngày 27 tháng 9 năm 2023. Loan Lộc xin kính chúc quý vị luôn thật nhiều niềm vui và vạn sự như ý. Và sau bản tin chính, kính mời quý vị cùng chia sẻ với lá thư tìm người thân. Hàng chục ngàn tấm nệm Novaform bán ở Costco bị thu hồi do nắm mốc. Chiêu đãi viên hàng không American Airlines được phát hiện đã thiệt mạng Tại khách sạn Phi trường Philadelphia, Boston, Massachusetts, vé xem kịch đêm tổng thống Lincoln bị ám sát được bán đấu giá tới 262.500 đô la. Nhân viên nhà dưỡng lão ở Santa Ana, California nhận tội tấn công lạm dụng một cụ bà. Nghị viên gốc Việt Vân Trần chính thức tranh cử thị trưởng Morro, tiểu bang Georgia. Sân khấu sẵn sàng cho cuộc tranh luận thứ hai của các ứng cử viên Đảng Cộng hòa. Thẩm phán Scott McAfee cấm chia sẻ tên, hình ảnh, địa chỉ các bộ thẩm đoàn xét xử cựu tổng thống Donald Trump và 18 đồng phạm. Hunter Biden kiện Rudy Giuliani đã hack vào chiếc máy tính sách tay khi Hunter để trong một tiệm sửa máy tính ở Delaware. Thương gia Hayna không nhận tội hối lộ thượng nghệ sĩ Menendez. Tòa án Manhattan kết luận cựu tổng thống Donald Trump đã nâng giá trị bất động sản Hoa Kỳ đẩy mạnh huấn luyện UAV phi cơ không người lái, sẵn sàng cho kiểu chiến trường mới. Hoa Kỳ có thể chỉ còn ngân sách giúp đỡ cho Ukraine trong vài tuần. Chủ tịch Quốc hội Canada từ chức sau khi bình luận khen cựu lính quốc xã. Hai vụ nổ mạnh rung chuyển Thụy Điển, ít nhất ba người bị thương. Nga cố gắng kêu gọi để được vào lại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Bắc Triều Tiên lần đầu cho người ngoại quốc nhập cảnh kể từ Covid-19. Tên Việt Nam, Công an tỉnh Bình Thuận thừa nhận đánh chết người khi làm việc tại đồn. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên sáng ngày hôm nay, hàng chục ngàn tấm nệm Novaform bán ở Costco bị thu hồi do nắm mốc. Ủy ban an toàn sản phẩm tiêu thụ Hoa Kỳ CPSC thông báo thu hồi 48.000 tấm nệm bán độc quyền tại Costco do nguy cơ nắm mốc. Hãng FSI đang thu hồi nệm Novaform Comfort Grande loại dày 14 inch và Novaform Trim Away loại 8 inch được bán độc quyền tại các cửa tiệm của Costco ở miền Tây Bắc Hoa Kỳ và vùng vịnh San Francisco bắt đầu từ tháng 1 cho tới tháng 6 của năm 2023. Nệm cũng được bán trực tuyến ở trang mạng của Costco.com. CBSC cho biết khách hàng đã trình báo 541 trường hợp bị nắm mốc. CBSC đã cảnh báo có thể do nệm tiếp xúc với nước trong quá trình sản xuất, nắm mốc có thể sinh sôi, dẫn tới rủi ro sức khỏe cho người sử dụng có hệ miễn dịch yếu, phổi bị tổn thương hoặc dị ứng với lại nắm mốc. CBSC cho biết chỉ những tấm nệm có mã số mẫu và mã sản phẩm được nêu trên trang mạng của CBSC mới cần phải được thu hồi. Những tấm nem này được sản xuất ở xưởng San Bernardino, California, thuộc hãng FXI, trong khoảng thời gian từ 2 tháng 1 năm 2023 tới ngày 28 tháng 4 năm 2023 nệm Comfort Grande mẫu dài 14 inch có màu xanh lam với chữ Novaform in màu trắng, loại nệm Dreamaway dài 8 inch có đế màu xám và chữ Novaform in màu trắng. Cpsc cho biết các loại nệm bị thu hồi có giá từ 150 đô la cho loại nệm cỡ Twin tới loại nệm cỡ Call King có giá là 700 đô la. Costco đang liên lạc trực tiếp với tất cả các khách hàng đã mua nệm. CPSC cho biết sẽ liên lạc với FSI nhằm hoàn lại đầy đủ số tiền hoặc là đổi nệm cho khách hàng. Chiêu đãi viên hàng không American Airlines được phát hiện đã thiệt mạng tại khách sạn phi trường Philadelphia. Thi thể của một chiêu đãi viên hàng không được phát hiện bên trong phòng khách sạn Marriott ở phi trường Philadelphia. Phát hiện này đã khiến cho thám tử điều tra án mạng phải vào cuộc để điều tra theo báo cáo. Nhà chức trách đã được gọi đến khách sạn Philadelphia Airport Marriott vào khoảng 10 giờ 40 phút tối ngày thứ Hai sau khi những người dọn dẹp phòng nhìn thấy một người phụ nữ 66 tuổi đang chết trong phòng khách sạn với một miếng vải trong miệng. Nhiều chai thuốc theo toa chưa mở cũng đã được tìm thấy trong căn phòng. Người phụ nữ này được cho là đã sử dụng nhiều loại thuốc. Chánh thanh tra của cảnh sát Philadelphia Scott Moore đã nói với NBC10. Cô ấy được cho là đã chết vào hiện trường vào khoảng 10 giờ 45 phút tối. Người ta xác nhận người phụ nữ này là chiêu đỡ viên hàng không của American Airlines. Khách sạn cho biết người phụ nữ thiệt mạng đúng ra đã trả phòng trước đó 2 ngày, nhưng khách sạn chưa tiết lộ thêm những tin tức về lý do tại sao họ không nhận ra rằng cô ấy chưa trả phòng. Cảnh sát cũng đã cho biết cái chết này được coi là đáng ngờ, mặc dù người phụ nữ có thể là chết do độc tử. Cả hai nguồn tin đưa ra cho rằng cô không có dấu hiệu bị cưỡng bức vào phòng khách sạn và không có dấu hiệu dằn co nào được phát hiện. Boston, Massachusetts, vé xem kịch đêm Tổng thống Lincoln bị ám sát được bán đấu giá tới 262.500 đô la. Một cặp vé hàng ghế đầu tại Hí viện Ford vào ngày 14 tháng 4 năm 1865, đêm mà Tổng thống Abraham Lincoln bị John Wilkes Booth ám sát được bán đấu giá 262.500 đô la, theo một nhà đấu giá tại Boston cho biết. Những tấm vé được đóng dấu Hí viện Ford ngày 14 tháng 4 năm 1965 chỉ trong đêm nay. Chúng được in bên trái Ford Theater Friday Dress Circle và được ghi bằng bút chì với dãy đi và số ghế là 41 và 42, theo nhà đấu giá RR. Chỗ ngồi được ghi bằng tay và tấm tem tròn đề ngày 14 tháng 4 khớp với những gì được tìm thấy trên những tấm vé thật còn sót lại. Bao gồm cả cuốn vé đã xé trong bộ sưu tập của Thư viện Houghton thuộc trường Đại học Harvard University. Cuốn vé còn lưu lại ở Đại học Harvard là kỷ vật duy nhất còn sót lại, khớp với tấm vé vừa được bán đấu giá ngày thứ Bảy, 23 tháng 9 vừa qua. Ngay sau 10 giờ tối, trong hồi thứ ba của vở kịch, ông anh họ người Mỹ, Booth đã lẻn vào khu vực dành cho Tổng thống tại Hí viện Washington DC và bắn chết cựu Tổng thống Lincoln. Khi ông Lincoln gục trên ghế, Booth đã nhảy lên sân khấu và thoát đi bằng cửa sau. Tổng thống đã bị trúng đạn, lúc đó thì được một bác sĩ trong số khán giả kiểm tra và đưa qua bên kia đường đến nhà Peterson, nơi ông đã qua đời vào sáng ngày hôm sau. Booth đã trốn được 12 ngày thì bị tìm thấy tại một điền trang ở Virginia rồi bị bắn ấn bản đầu tiên có chữ ký của ông Lincoln về các cuộc tranh luận của Lincoln Douglas cũng được bán trong cuộc đấu giá vào ngày thứ Bảy, thu về gần 594.000 đô la. Nhân viên nhà dưỡng lão ở Santa Ana, California nhận tội tấn công lạm dụng một cụ bà. Một nhân viên chăm sóc người cao niên bị kết án một năm tù vì tấn công tình dục một phụ nữ 87 tuổi mắc chứng mất trí nhớ tại nơi sinh hoạt dành cho người cao tuổi ở Santa Ana, theo hồ sơ tòa án vào ngày thứ Hai 25 tháng 9. Juan Sandoval, 35 tuổi, sống tại thành phố Orange, đã nhận tội tấn công với ý định phạm tội quấy rối và bạo hành tình dục một nạn nhân. Cả hai đều là trọng tội, là một phần của thỏa thuận nhận tội. Tội danh dâm dục với người cao tuổi phụ thuộc vào người săn sóc đã được bác bỏ. Sandoval bị kết án 364 ngày ngồi tù và bị buộc phải tham gia vào một chương trình chống tội phạm tình dục. Bị can sẽ bị quản chế chính thức 6 năm, Sandoval được cho đến ngày 13 tháng 10 để trình diện vào nhà tù. Cảnh sát được gọi tới Sunflower Gardens Senior Living Facility vào lúc 12 giờ 37 phút trưa ngày 25 tháng 2 năm 2021 liên quan tới cáo buộc rằng người chăm sóc tại viện dưỡng lão đã tấn công, lạm dụng một người lớn tuổi vào ngày hôm đó. Cảnh sát Santana cho hay, Sanival dẫn bà cụ đi dọc hành lang vào phòng ngủ, nơi anh ta đã thực hiện hành vi đầu bại. Một người đồng nghiệp đi ngang qua phòng và phát giác ra sự việc khi cánh cửa còn mở và đối mặt với Sanival. Lúc đó, ông ta mặc quần áo rồi rời khỏi phòng, các nhà điều tra cho biết. Người đồng nghiệp ngay lập tức báo cho giám sát viên khi cảnh sát có mặt, Sanovo vẫn đang làm việc bình thường và bị bắt, cảnh sát cho hay nghị viên gốc Việt Vân Trần chính thức tranh cử thị trưởng Morrow, tiểu bang Georgia. Nghị viên Vân Trần vào ngày Chủ nhật 24 tháng 9 đã tuyên bố chính thức tranh cử thị trưởng thành phố Morrow, tiểu bang Georgia và vận động cử tri ủng hộ. Nếu thắng trong cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 7 tháng 11 tới đây, bà Vân Trần sẽ là nữ thị trưởng gốc Việt đầu tiên tại tiểu bang Georgia. Nghị viên Vân Trần chính thức nộp đơn ứng cử chức vụ thị trưởng Morrow vào ngày 21 tháng 8 năm 2023 trong thời gian chưa đến một tháng bà đã tiếp nhận nhiều sự quan tâm của cử tri cũng như giới truyền thông vì ông đương kim thị trưởng luôn luôn cản trở việc đấu thầu tự do làm cho giá thầu cao hơn nên tôi muốn tranh cử thị trưởng để đem lại sự công bằng và minh bạch cho hội đồng thành phố bà vân trần đã nói Chính tôi là thành viên hội đồng thành phố mà còn bị bịt miệng thì cư dân làm sao mà có tiếng nói. Trước khi có ý định tranh cử thị trưởng, bà Vân giữ chức nghị viên thành phố Moro trong 4 năm qua và vận động in tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt Nam trên các lá phiếu trong nhiều tháng. Việc này nhằm giúp cử tri thiểu số hiểu rõ lập trường và đường lối của những ứng cử viên trong thành phố. Bà Vân Trần được cộng đồng người Việt khắp nơi biết đến. Lần đó, bà được 400 năm thành viên Hội đồng thành phố ủng hộ và đồng ý tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để quyết định lá phiếu bầu được in bằng tiếng Anh hoặc bằng những ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt. Moro là một thành phố nhỏ thuộc Clayton County, tọa lạc tại phía nam thành phố Atlanta. Ngoài nghị viên Vân Trần, còn có một nghị viên gốc Việt khác trong Hội đồng thành phố là ông Khoa Vương. Theo thống kê dân số hồi tháng 7 năm 2022, Morrow có khoảng 6.500 cư dân, trong đó có hơn 2.000 người gốc Việt, tương đương là 30%. Sân khấu sẵn sàng cho cuộc tranh luận thứ hai của các ứng cư viên đảng Cộng hòa. Sân khấu kỳ này đã bị thu hẹp lại một chút sau khi Ủy ban Toàn quốc Đảng Cộng Hòa thông báo có 7 người tham dự mà thôi, tức là giảm đi bớt một người so với lần trước. Thống đốc Florida Ron DeSantis, cựu thống đốc South Carolina Nikki Haley, thượng nghị sĩ South Carolina Tim Scott, doanh nhân Vivek Ramaswamy, cựu phó tổng thống Mike Pence, cựu thống đốc New Jersey Chris Christie và thống đốc North Dakota Doug Burgum đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn đã được Ủy ban Toàn quốc Đảng Cộng hòa nâng cao lên để tham dự cuộc tranh luận vào ngày thứ Tư 27 tháng 9 là ngày hôm nay. Cuộc tranh luận bắt đầu vào lúc 9 giờ tối giờ miền Đông Hoa Kỳ vào ngày thứ tư được hai đài Fox Business Network và Univision truyền hình diễn ra tại thư viện Tổng thống Ronald Reagan ở Simi Valley, California. Theo lịch trình, thì Tổng thống Joe Biden đang thăm viếng Michigan vào hôm thứ ba để tham gia vào dòng công nhân nghiệp đoàn xe hơi đình công. Cựu tổng thống Donald Trump cũng sẽ đi Michigan vào ngày thứ tư là ngày hôm nay để đọc một diễn từ vào thời cao điểm truyền hình tại vùng Detroit và các công nhân xe hơi tại đó sẽ nằm trong số những người đến nghe cựu tổng thống Donald Trump thuyết trình. Vì lần này thì cựu tổng thống cũng đã bỏ qua cuộc tranh luận tại California của các ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa. Cuộc tranh luận này thật chẳng khác gì cuộc thi đua để giành chiếc vé hạng nhì trong kỳ bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa. Trong đó, ứng cử viên tổng thống Donald Trump vẫn giữ vị thế hàng đầu qua các cuộc thăm dò toàn quốc gia hoặc tại các tiểu bang đi bầu sớm trong kỳ bầu cử sang năm. Cuộc thăm dò từ NBC cho biết cựu tổng thống được 59% cử tri ủng hộ, dẫn trước Ron DeSantis là người có tỷ lệ ủng hộ 16%, Hayley được 7%, Pence và Christie được 4%, Scott được 3% và Ramaswamy được 2%. Cuộc thăm dò của The Post and ABC cho thấy cựu tổng thống được 54% số cử tri ủng hộ, ông DeSantis được 15%, Haley được 7%, Pence 6%, Scott 4% và Christie cùng với Ramaswamy hề nhau với mỗi người được 3% số cử tri ủng hộ. Thẩm phán Scott McAfee cấm chia sẻ tên, hình ảnh, địa chỉ các bộ thẩm đoàn xét xử cựu tổng thống Donald Trump và 18 đồng phạm. Thẩm phán Scott McAfee của Tòa Thượng Thẩm quận Fulton vào ngày thứ Hai đã ra lệnh giữ kính danh tính của các bồi thẩm đoàn xét xử, lệnh đưa ra yêu cầu từ biện lý quận Fulton Fanny Willis, người đã nêu lên mối lo ngại về sự an toàn của bồi thẩm đoàn và việc doxin, nghĩa là đưa ra lý lịch về địa chỉ lên mạng, sẽ gây nguy hiểm cho bản thân và gia đình của người bồi thẩm. Nhưng thẩm phán McAfee đã thu hẹp ngôn ngữ của các hạn chế để đáp lại những lo ngại về tu chính án thứ nhất do các tổ chức chức truyền thông đưa ra, lệnh của ông quy định rằng các bồi thẩm đoàn chỉ được xác định bằng số thứ tự thay cho tên của họ trong quá trình tố tụng tại tòa án, không bên nào được tiết lộ trong quá trình xét xử bất cứ tin tức nào về bồi thẩm hay có thể là bồi thẩm tương lai bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc tin tức nhận dạng việc làm. Lệnh cũng nói rằng không ai được phép quay video, chụp ảnh, vẽ theo cách thực tế hoặc có thể nhận dạng được hoặc ghi lại hình ảnh, tuyên bố hoặc cuộc trò chuyện của bồi thẩm, bồi thẩm tương lai dưới bất cứ hình thức nào mà vi phạm lệnh cấm ghi hình bồi thẩm đoàn hiện có ở hệ thống tòa án Georgia. Hunter Biden kiện Rudy Giuliani đã hắt vào chiếc máy tính sách tay khi Hunter để trong một tiệm sửa máy tính ở Delaware. Con trai của Tổng thống Joe Biden đã kiện cựu thị trưởng thành phố New York và là cựu luật sư của cựu Tổng thống Trump, Rudy Giuliani, vì cáo buộc đã hắt vào máy tính sách tài của Hunter sau khi Hunter để nó ở một cửa hàng sửa chữa máy vi tính ở Delaware. Tài liệu pháp lý cho biết, theo CNBC, trong nhiều tháng và thậm chí nhiều năm qua, Giuliani đã dành nhiều thời gian và sức lực để tìm kiếm đột nhập giả mạo thao túng, sao chép, chia sẻ và nói chung là bị ám ảnh về dữ liệu mà họ được cung cấp đã bị lấy cắp hoặc đánh cắp từ các thiết bị của nền tảng lưu trữ của nguyên đơn, bao gồm cả những gì mà bị đơn tuyên bố đã lấy được từ máy vi tính, được cho là máy vi tính sách tay của nguyên đơn. Thương gia Hayna không nhận tội hối lộ từ nghệ sĩ Menendez. Một thương gia ở New Jersey vào ngày thứ Ba 26 tháng 9 đã không nhận tội hối lộ Thượng nghị sĩ Bob Menendez thuộc đảng Dân Chủ New Jersey, Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Thượng viện, theo Reuters. Ông Wael Hayna, 40 tuổi, tuyên bố vô tội tại phiên tòa sơ thẩm trước chánh án Onawan tại Tòa án Liên bang Địa hạt Manhattan, New York. Ông Menendez 69 tuổi và vợ là bà Nadim Menendez 56 tuổi cùng với hai thương gia khác bị truy tố trong bản cáo trạng liên quan đến tội hối lộ thượng nghị sĩ đại diện tiểu bang New Jersey. Theo cáo trạng, ông Hayna, người gốc Ai Cập, đã sắp xếp các cuộc gặp gỡ vào năm 2018 giữa thượng nghị sĩ Menendez và các giới chức của Ai Cập. Tại các cuộc họp, Giới chức Ai Cập đã ép ông Menendez phải chấp thuận việc viện trợ quân sự mà Mỹ đã từ chối vì lo ngại về hồ sơ nhân quyền của Cairo. Đối lại, ông Hayna đưa bà Nadine Menendez vào danh sách làm việc cho một công ty mà ông này kiểm soát. Công ty này được độc quyền chứng nhận thịt hay lao được vận chuyển đến Ai Cập từ Hoa Kỳ. Cho đến nay, dù trước các lời kêu gọi của nhiều dân cử cùng đảng Dân Chủ, Thượng nghị sĩ Bob Menendez vẫn phủ nhận hành vi sai trái và tuyên bố tiếp tục ở lại quốc hội sau khi Bộ Tư pháp buộc tội ông và vợ nhận hối lộ từ ba thương gia của New Jersey. Tòa án Manhattan kết luận cựu Tổng thống Donald Trump đã nâng giá trị bất động sản Bộ Tư pháp New York giành được chiến thắng trong vụ kiện dân sự chống lại cựu tổng thống Trump khi một chánh án ở New York kết luận rằng cựu tổng thống đã đưa giá trị tài sản của mình lên cao để thủ lợi trong việc vay nợ và giao dịch bảo hiểm, theo tờ báo The New York Times. Phán quyết này được chánh án Arthur Engoron Tòa tối cao Manhattan vào ngày thứ Ba 26 tháng 9 ban hành là một phần trong quyết định hủy bỏ giấy phép kinh doanh tại tiểu bang New York của cựu tổng thống Trump và những bị cáo khác trong vụ kiện Chánh án xác nhận rằng cựu tổng thống đã nộp những bản định giá sai lạc và gây nhầm lẫn trên nhiều bất động sản khi khai báo cho các hãng bảo hiểm và ngân hàng trong suốt nhiều năm. Với hành vi này, cựu tổng thống và công ty của Trump Organization đã thổi phòng hàng tỷ đô la về giá trị tài sản thật sự trong các bài báo cáo tài chính gửi cho ngân hàng và hãng bảo hiểm. Phán quyết ra lệnh trong vòng 10 ngày, các bị cáo phải đưa ra không quá 3 người độc lập để quản lý việc giải thể các tập đoàn bị hủy bỏ giấy chứng nhận kinh doanh. Các bị cáo bao gồm cựu tổng thống Trump, các con của ông là Donald Trump Jr., Eric Trump, ông Allen Weisberg, cựu giám đốc tài chính của Trump Organization, ông Jeff McConney, giám đốc điều hành và các thực thể doanh nghiệp có liên quan. Ngoài ra, phán quyết cũng đã ra lệnh trừng phạt các luật sư của cựu tổng thống. Mỗi người phải nộp phạt 7.500 đô la vì đưa ra những lập luận vu vơ trong hồ sơ nộp tòa. Phán quyết dài 35 trang nêu chi tiết cách cựu tổng thống nâng giá trị của câu lạc bộ Malago của ông ở Palm Beach, Florida, Trump Park Avenue và 40 Wall Street ở thành phố New York, khu Seven Spring của ông ở Westchester County, New York, và một sân golf ở Aberdeen, Scotland, sau khi lưu ý rằng cựu tổng thống đã đưa ra các định giá khống rằng căn hộ Trump Tower, nơi cựu tổng thống đang cư ngụ, nhiều thập niên có diện tích gần gấp 3 lần kích thước thực tế. Theo Bộ Tư pháp New York, cựu tổng thống đã đưa ra những báo cáo tài chính sai lệch cho các chủ ngân hàng và công ty bảo hiểm, đồng thời phóng đại nhiều giá trị bất động sản chỉ có giá từ vài trăm triệu lên đến 2,23 tỷ. Bà Chem nói rằng việc làm giả giá trị của hơn một chục tài sản ẩn chứa hành vi lừa đảo lớn hơn và Bộ Tư pháp New York sẽ tiết lộ những tin tức chi tiết hơn trong phiên tòa. Vụ kiện của Bộ Tư pháp New York không phải là một vụ án hình sự và do đó không có bản cáo trạng truy tố đưa ra, nhưng sẽ có những hậu quả không tốt đối với cựu tổng thống và những người trong gia đình của ông. Bộ trưởng James muốn gia đình ông bị cấm mua bất động sản ở New York trong 5 năm, điều này ảnh hưởng đến công ty Trump Organization vốn được thành lập và phát triển trong thế giới bất động sản ở New York. Ngoài ra bà James còn muốn tòa ra phán quyết rằng cựu tổng thống và những người trong gia đình không được đứng đầu bất cứ công việc kinh doanh nào với tư cách là giới chức hoặc đứng đầu những hãng mà đang hoạt động ở New York. Hoa Kỳ đẩy mạnh huấn luyện UAV, phi cơ không người lái, sẵn sàng cho kiểu chiến trường mới. Theo tờ Business Insider, cuộc chiến giữa Ukraine và Nga cho Mỹ thấy rõ giá trị của phi cơ không người lái UAV, cũng như việc giữ loại vũ khí này trong một cuộc chiến với mức độ lớn hơn sẽ khó khăn như thế nào. Do đó, Ngũ giác đài đã lên kế hoạch giao cho các phi cơ không người lái thêm nhiều nhiệm vụ. Trong các cuộc tập trận mới đây, các phi công của Mỹ đã được huấn luyện cách sử dụng UAV cho các hoạt động khác nhau trong môi trường chiến đấu. Trong một cuộc xung đột lớn với một số đối thủ ngang hàng, các căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ và những căn cứ ở gần tiền tuyến có thể sẽ bị tấn công liên tục. Để đối phó với thách thức này, không quân Mỹ đang huấn luyện để phân tán lực lượng và khiến cho kẻ thù khó nhắm mục tiêu hơn. Vào hồi tháng 6, các phi công đã lần đầu tiên hạ cánh một UAV MQ-9 Reaper trên đường đất Việc thử nghiệm đã kiểm chứng về hoạt động của phi cơ trong môi trường khắc nghiệt. Trong cuộc tập trận đó, MQ-9 đã mang thành công một số vật dụng cho lực lượng trên mặt đất. Theo một sĩ quan tham gia cuộc diễn tập, MQ-9 có thể không mang theo nhiều đồ, nhưng nó có thể vận chuyển những vật phẩm quan trọng đến những địa điểm khắc nghiệt. Trong một cuộc tập trận khác vào tháng 7, quốc kỳ lần đầu dựa vào liên lạc vệ tinh để chạy chiếc MQ-9 Reaper. Thông thường thì UAV có bộ phận phóng và thu hồi, giám sát việc cất cánh và hạ cánh cũng như bộ phận kiểm soát nhiệm vụ, vận hành phi cơ thường cách xa hàng chục mai. Đối với cuộc tập trận vào tháng 7, được gọi là Grand Warrior, các phi công được giao trách nhiệm kiểm soát quy trình phóng và thu hồi, sau đó sử dụng liên lạc vệ tinh để khai triển hoạt động cất cánh và hạ cánh. Những cuộc tập trận này cho thấy ý định của không quân Hoa Kỳ trong việc sử dụng UAV với vai trò rộng hơn, trên khoảng cách xa hơn và nhiều căn cứ hơn tất cả đều phù hợp với ưu tiên của mỹ là chiến đấu nhanh nhạy nhằm giúp cho không quân có thể hoạt động an toàn hơn tránh bị đối thủ theo dõi hoặc áp sát hoa kỳ có thể chỉ còn ngân sách giúp đỡ cho ukraine trong vài tuần Hoa kỳ cho biết có thể chỉ còn ngân sách giúp đỡ cho ukraine đối phó nga trong vài tuần nếu quốc hội không thể thông qua dự luật ngân sách mới người phát ngôn hội đồng an ninh quốc gia john kirby đã được hỏi liệu kịch bản chính phủ đóng cửa sẽ ảnh hưởng thế nào đến cố gắng viện trợ cho ukraine ông thừa nhận ngũ giác đài sẽ chỉ có thể trợ giúp cho ukraine trong vài tuần nếu quốc hội mỹ không thông qua dự luật ngân sách mới chúng tôi còn một ít ngân sách vì vậy tôi nghĩ hiện tại thì vẫn tốt nhưng trong vài tuần tới, nếu không có khoản bổ sung mà chúng tôi yêu cầu, việc này sẽ hoàn toàn ảnh hưởng đến giúp đỡ cho Ukraine vào mùa thu và mùa đông. Ông đồng thời cảnh báo rằng điều này có thể ảnh hưởng đến sự thành công của Ukraine trên chiến trường. Quốc hội Hoa Kỳ đến nay vẫn chưa thông qua được luật chi tiêu để cung cấp ngân sách hoạt động cho các chương trình cấp liên bang trong năm tài khóa bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2023. Chủ tịch Quốc hội Canada từ chức sau khi bình luận khen cựu lính quốc xã Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm cho hành động của mình, Chủ tịch Quốc hội Canada Anthony Roda đã nói vào ngày 26 tháng 9. Ông cho biết quyết định từ chức có hiệu lực vào ngày 27 tháng 9 và một cấp phó sẽ tạm thời đảm nhiệm vị trí của ông. Hành động diễn ra sau khi ông Roda vào ngày 22 tháng 9 đã mời ông Yaroslav Hinka, là người nhập cư 98 tuổi, tới Quốc hội Canada nhân dịp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thăm và phát biểu tại nơi này. Ông Roda giới thiệu Henka là cựu binh người Canada gốc Ukraine trong Thế chiến thứ hai, người đã chiến đấu vì nền độc lập của Ukraine và ca ngợi người đàn ông này là người hùng của cả hai quốc gia. Tuy nhiên, nhóm hoạt động vì quyền của người Do Thái FSWC vào ngày 24 tháng 9 cho biết rằng Henka từng được phục vụ trong sư đoàn Waffen Grenadier số 14. Đây là đơn vị thuộc Đức Quốc xã ông Roda đã lên tiếng xin lỗi và giải thích rằng sau khi biết thêm những tin này, ông đã rất hối hận vì đã mời hình ca tới dự bữa tiệc này. Thủ tướng Canada Justin Trudeau vào ngày 25 tháng 9 đã nói bài bình luận của ông Roda là đáng xấu hổ, kêu gọi ông hãy nhìn về tương lai của mình. Ngoại trưởng Maloney Jolie vào ngày 26 tháng 9 cũng cho rằng ông Roda nên từ chức. Trong khi đó, thì người phát ngôn của Điện Kremlin, Mystery Backup gọi đây là sự coi thường bất cẩn với lịch sử, cáo buộc các nước phương Tây đang tạo ra một thế hệ trẻ không biết ai đã chiến đấu hay chuyện gì đã xảy ra trong Thế chiến thứ hai, và họ không biết gì về mối đe dọa từ chủ nghĩa phát xít, ông Peskov đã nói vào ngày 25 tháng 9. Hai vụ nổ mạnh rung chuyển Thụy Điển, ít nhất ba người bị thương. Hai vụ nổ đã xé tọa các ngôi nhà ở miền trung Thụy Điển, làm ít nhất 3 người bị thương và hư hại các tòa nhà gạch và các phần cửa sổ bị văng ra bên ngoài. Cuối ngày thứ hai, một vụ nổ xảy ra ở Hasubi, ngoại ô của thủ đô Stockholm. Vào rạng sáng ngày thứ ba, một vụ nổ ở Linskoping, cách đó khoảng 110 dặm về phía tây nam, đã xé toạc mặt tiền của một tòa nhà ba tầng lầu, để lại những mảnh vỡ vương vãi khắp khu vực đầu xe hiện chưa rõ các vụ nổ này có liên quan với nhau hay không đài phát thanh thụy điển vào ngày thứ ba cho biết vụ nổ ở Linkoping có liên quan đến mối thù giữa các băng nhóm tội phạm một vấn đề ngày càng gia tăng ở thụy điển với các vụ nổ súng và đánh bom hai băng đảng một băng do một người mang hai quốc tịch thụy điển và thổ nhĩ kỳ sống ở thổ nhĩ kỳ cầm đầu băng còn lại do trung úy cũ của anh ta cầm đầu được cho là đang tranh giành ma túy và vũ khí Tính từ đầu năm đến nay đã có tới 261 vụ nổ súng, 36 người thiệt mạng, 73 người bị thương. Số lượng không bao gồm các vụ nổ mới nhất. Cảnh sát cho biết, người dân ở khu vực bị ảnh hưởng ở Lycoping đã được di tản đến một trung tâm thể thao gần đó tại Hasby, 3 người được đưa đến bệnh viện. Không có ai bị bắt, cảnh sát cho biết, sau vụ nổ súng chính phủ Thụy Điển đã cho biết sẽ tổ chức một cuộc họp để xác định các biện pháp có thể nhanh chóng thực hiện. Bộ trưởng Tư pháp và Quốc phòng dân sự Thụy Điển Gunnar Strömer và Carl Oskar Bolin sẽ tham gia cùng với các nhà chức trách, bao gồm đại diện các khu đô thị, khu vực của Scandinavia. Strömer nói với các hãng tin của Thụy Điển, chúng tôi hiện đang tập hợp tất cả các bên liên quan để cùng xác định những gì có thể làm trong ngắn hạn và dài hạn. Ông Bolin nói rằng, việc có được những chất nổ của bọn tội phạm cần phải bị cắt đứt. Hồi đầu tháng này, một cậu bé 13 tuổi được phát hiện bị bắn vào đầu trong một khu rừng gần ở Stockholm. Một công tố viên cho biết, cái chết của cậu bé là một ví dụ rùng rợn về bạo lực băng đảng trắng trợn và hoàn toàn liều lĩnh. Vào ngày 22 tháng 9, hai người thiệt mạng và hai người bị thương khi một tay súng nổ súng tại một quán bar đông đúc ở phía tây bắc của Stockholm. Cảnh sát cho biết, một trong những người thiệt mạng là một thanh niên 20 tuổi, có thể là mục tiêu của kẻ nổ súng, trong khi ba người còn lại được cho là những người đã chứng kiến. Động cơ vẫn chưa rõ ràng. Cảnh sát cho biết, vụ nổ súng có thể là một phần của xung đột riêng tư tại nơi này và có một số điều không chắc chắn liệu nó có liên quan đến mối thù đang diễn ra hay không. Chính phủ của Thụy Điển đang thắt chặt luật pháp để giải quyết tội phạm liên quan đến băng đảng, trong khi người đứng đầu cảnh sát Thụy Điển hồi đầu tháng này cho biết các băng đảng xung đột đã gây ra làn sóng bạo lực chưa từng có cho quốc gia Thụy Điển. Nga cố gắng kêu gọi để được vào lại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Nga đã bị trục xuất khỏi Tổ chức Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc vào tháng 4 năm ngoái, sau khi Nga đưa quân đến xâm lăng Ukraine. Nhưng nay, các nhà ngoại giao Nga đang tìm cách để Nga được bầu lại vào Hội đồng với nhiệm kỳ 3 năm mới, BBC đã nhận được một bản trình bày quan điểm mà Nga gửi cho những người trong Liên hiệp quốc để vận động sự ủng hộ Nga. Nga cam kết sẽ tìm ra các giải pháp thích hợp cho các vấn đề nhân quyền, tìm cách ngăn chặn Hội đồng trở thành một công cụ phục vụ cho ý chí chính trị của một nhóm quốc gia được ám chỉ là phương Tây. Các nhà ngoại giao nói Nga đang hy vọng lấy lại được uy tín của thế giới sau khi bị cáo buộc vi phạm nhân quyền ở Ukraine và trong chính quốc gia của mình. Bằng chứng mới nhất về những hành vi lạm dụng đó đã được trình lên Hội đồng Nhân quyền vào ngày thứ Hai trong một bản phúc trình từ Ủy ban điều tra về Ukraine. Eric Moss, Chủ tịch Ủy ban cho biết vẫn đang tiếp tục có những bằng chứng về tội ác chiến tranh, bao gồm tra tấn, hãm hiếp và tấn công dân thường được thu thập. Một bản báo cáo cách đây 2 tuần của báo cáo viên đặc biệt Liên Hiệp Quốc về Nga Mariana Kazarova cho biết tình hình nhân quyền ở Nga cũng đang xấu đi đáng kể, với việc những người chỉ trích cuộc xâm lược bị bắt giữ tùy tiện, bị tra tấn, đối xử tàn tệ. Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc có trụ sở tại Geneva và có 47 thành viên, mỗi thành viên được bầu với nhiệm kỳ 3 năm. Bắc Triều Tiên lần đầu cho người ngoại quốc nhập cảnh kể từ COVID-19 theo đài truyền hình trung ương của Trung Quốc CCTV, du khách đến Bắc Triều Tiên sẽ phải cách ly 2 ngày khi đến nơi. Tuy nhiên, một số công ty du lịch Trung Quốc chuyên tổ chức các chuyến đi đến Bắc Triều Tiên vào ngày 25 tháng 9 cho biết, họ vẫn chưa nhận được thông báo nào liên quan đến việc người ngoại quốc được nhập cảnh vào Triều Tiên. Theo tin từ Bloomberg vào ngày 22 tháng 8, hãng hàng không quốc gia Triều Tiên, Air Corio đã nối lại các chuyến bay chở khách quốc tế giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh. Năm ngày sau, thông tấn xã Trung ương Triều Tiên thông báo công dân Bắc Triều Tiên ở ngoại quốc được phép tái nhập cảnh sau một tuần cách ly. Tuy nhiên, bản tin đó không đề cập tới người ngoại quốc. Đầu tháng này, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã dẫn một phái đoàn quan chức cấp cao đến Nga, hội đàm với lại Tổng thống Nga Putin và cử một đoàn vận động viên Bắc Triều Tiên đến tham dự Á Vân hội 2023 diễn ra tại Hàng Châu của Trung Quốc. Bắc Triều Tiên đang dần nới lỏng các hạn chế biên giới được áp đặt từ đầu năm 2020 khi đại dịch COVID-19 bùng phát, bằng cách cho phép các phái đoàn từ Nga và Trung Quốc tới nước này vào tháng 7, sau đó đưa phi cơ thương mại tới Bắc Kinh và Vladivostok vào tháng 8 để đưa các nhà ngoại giao, sinh viên và công nhân bị bắt kẹt về nước. Tên Việt Nam, Công an tỉnh Bình Thuận thừa nhận đánh chết người khi làm việc tại đồn. Ngày 26 tháng 9, Công an tỉnh Bình Thuận đã ban hành quyết định kỷ luật tước danh hiệu Công an Nhân dân của Thượng úy Lê Hữu Tùng, cán bộ đội cảnh sát hình sự Công an huyện Đức Linh, do có liên quan đến vụ đánh chết người dân trong lúc đang làm việc ngay tại trụ sở Công an huyện Đức Linh. Tờ báo trong nước cùng ngày cũng đưa ra báo cáo của Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, Thượng úy Lê Hữu Tùng, 31 tuổi, quê huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, có liên quan trong vụ điều tra dẫn đến cái chết của nạn nhân Bùi Văn Hải, 28 tuổi, ở xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh, vào tối ngày 3 tháng 9. Trước đó vào ngày 6 tháng 9, một văn bản được chia sẻ qua mạng cho biết, ông Bùi Xuân Hiến, là cha của nạn nhân Bùi Văn Hải, cho biết, Liên tiếp trong hai ngày 2 và ngày 3 tháng 9, con trai của ông đã bị công an ở xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh, công an cơ động cưỡng bức đem về đồn, cáo buộc anh Hải là nghi can trong một vụ đuổi bắt. Đến gần nửa đêm 3 tháng 9, một người quen của gia đình ông Hiến làm việc tại Bệnh viện Đa Khoa, khu vực Nam Bình Thuận, gọi điện thoại báo anh Bùi Văn Hải đã chết, thi thể đang đặt ở nhà xác của bệnh viện này. Đơn của ông Hiến viết, con tôi trước khi đi đến công an Nguyễn Đức Linh là người khỏe mạnh, không hề bệnh tật hay đau ứng gì. Nhưng sau khi đến làm việc thì con tôi đã bị chết đau đớn và uất ức. Trên người con tôi có nhiều dấu hiệu bị đánh đập, tra tấn giả mang đến như vậy. Nhiều sự việc đã gây rúng động đến toàn xã hội, làm cho nhiều người hoang mang. Tuy nhiên đến nay giới chức vẫn chưa khởi tố vụ án và chưa có trả lời gì về nguyên nhân cái chết của con tôi, để những người gây ra cái chết cho con tôi vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật trong lá đơn ông hiến cáo bộ công an huyện đức linh đã cố tình tra tấn đánh đập dẫn đến cái chết của con tôi là hành vi tàn ác xem thường mạng sống của người dân cần phải bị trừng trị thích đáng đúng pháp luật liên quan đến cái chết của anh bùi văn hải một tờ báo ở việt nam vào ngày 4 tháng 9 cũng đã dẫn nguồn công an tỉnh bình thuận quy chụp nạn nhân là nghi can trộm chó và rằng anh này có những biểu hiện mệt và khó thở, nên công an huyện đã đưa vào bệnh viện đa khoa khu vực Nam Bình Thuận. Trong lúc khám thì anh Hải thiệt mạng. Tuy nhiên, phía thân nhân của anh Hải không đồng ý với báo cáo ban đầu của công an tỉnh Bình Thuận. Sau khi xảy ra vụ việc, để xoa dịu công luận, ông Lê Quang Nhân, giám đốc công an tỉnh Bình Thuận, đã chỉ đạo giới hữu trách, giám định tử thi và điều tra nguyên nhân cái chết của anh Hải. Thưa quý vị, bản tin chính đã kết thúc và sau đây là lá thư tìm người thân. Xin chào quý vị, tôi tên Đào Nguyên Nguyệt Ánh, số điện thoại 224-817-2718, tên cha là Đào Văn Mạnh, tên mẹ là Lại Thị Mến, nhà có 7 anh em, anh là Đào Quốc Hùng, chị Đào Thị Trâm Anh, tôi là Nguyệt Ánh, hai em là Đào Thị Thu Thủy và Đào Quốc Cường đã đi vượt biên, đường bộ đã mất tích. Em Đào Thị Thùy Linh và em Đào Quốc Vương. Gia đình có cho hai em đi vượt biên vào tháng 12 năm 1987, trên đường đi từ sớm mới đến Campuchia, thì có nhận được mật mã trước khi đi mẹ có xé tờ tiền làm hai các em giữ một nửa tờ tiền và mẹ giữ một nửa nếu khi nhận được tiền mà so sánh hai tờ tiền khớp với nhau thì sẽ đưa cho người dẫn đường hai cây vàng và sau đó sẽ được đưa từ campuchia qua thái lan nhưng từ đó gia đình không hề biết tung tích của hai em ở đâu mật mã này chỉ có mẹ và hai em biết xin quý vị biết được tin của các em, hãy liên lạc với gia đình chúng tôi. Tôi tên là Đào Nguyên Nguyệt Ánh, số điện thoại 224 817 2718. Quang Lộc xin được nhắc lại số điện thoại của Đào Nguyên Nguyệt Ánh là 224 817 2718. Bảo Lộc và Hồng Loan kính xin quý vị cùng chia sẻ lá thư của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều ừ rất là mong quý vị chia sẻ dùm lá thư ngày hôm nay à, ừ. coi như đi vượt biên đã mấy chục năm và mất liên lạc luôn nhưng à. mà theo lời của cô này nói thì đã nhận được tờ giấy có nghĩa là hai em đã đến được cái độ an toàn thì mới đưa cái tờ giấy đó để về để mà nhận lấy lấy đúng tiền rồi. nghĩa là đúng người là ừ, sẽ đưa ừ. cho hai hai anh chị đó đi ừ. qua bên uh, Thái Lan à, mình cũng hy vọng là có thể là trên đường đi thì mất liên lạc không biết ừ. cách nào liên lạc với gia đình nếu như quý vị ai có biết biết gia đình thì xin hãy liên lạc với lại uh, gia đình của Đào Nguyên Nguyệt Ánh Hồng Loan nhắc lại số điện thoại là hai hai bốn cảm ơn quý vị rất nhiều Ê, rồi sáng giờ. ngày hôm nay À, Bảo lộc kể chuyện vui cho tin này lấy hên đi, biết đâu biết đâu có thể có tin vui. <laughs> vậy là, là phải bong. nhờ. Dạ. Vậy là phải nhờ quý vị cùng nhau để mà bấm nút share và chia sẻ cho bản tin này xa hơn nữa, để cho những người muốn tìm được người thân có cơ hội nhiều hơn để tìm được người thân. Và đây là email của Bảo Lộc và Hồng Loan, Hồng Loan Bảo Lộc at gmail com. Nếu quý vị muốn tìm những người thân, mọi thứ đều hoàn toàn miễn phí quý vị. Rồi, có một câu chuyện vui kể loan nghe luôn. Ừ ráng ráng vô nha cho xóa bỏ những cái tin mà nó hơi căng thẳng ha Rồi. có hai vợ chồng đến đồn cảnh sát để báo mình mất chiếc xe hơi thì báo xong đi về nhà thì họ lại thấy chiếc xe nằm trước cửa nhà nhìn trên cửa kiến thì thấy một cái bức thư xin lỗi và hai vé mời xem ca nhạc bức thư viết thưa ông bà tôi thành thật xin lỗi vì đã mạo muội lấy chiếc xe của ông bà nhưng vì vợ tôi sắp phải sinh em bé nên tôi phải mượn đỡ chiếc xe này chạy tới bệnh viện. Đây, đây là hai tấm vé xem buổi hòa nhạc tối nay thay cho lời cảm ơn của tôi niềm tin được phục hồi. Hai vợ chồng quyết định tối nay đi coi ca nhạc để không phụ lòng cái người mà cho mình vé. Hai người coi cho suốt nguyên đêm. Về tới nhà, họ thấy nhà cửa đều trống hốc. Mọi thứ quý giá đều mất hết lại có một tờ giấy khác, một lá thư khác để lại ngay cửa và thưa ông bà. Ông bà dù sao vẫn còn chiếc xe nhưng tôi thì phải nuôi con. Rất xin lỗi ông bà. Cao tài quá. Coi như niềm tin mất một cách trọn vẹn Mới vừa phục hồi cái mất liền. Hụt hẳn. Đẩy người ta lên. Người ta hết hụt hẳn. Cái vừa về nó hụt xuống vật luôn chứ không hẳn nữa đẩy ta lên, ta lên. <laughs> làm ta là đà là đà đang tử năng bài dừng cái rớt xuống hết tầm <laughs> cái này chuyện vui thôi quý vị nhưng mà hình như ngoài như cũng có những chuyện này hình như cũng có <laughs> thiệt cali <ly> gặp hoài <laughs> ok ngày hôm nay lộc loan kính gửi quý vị một số tin tức và nụ cười nho nhỏ kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc lan lộc cảm ơn quý vị rất nhiều đã yêu thương và chia sẻ cho chương trình của lan và lộc luôn mong nhận được like share subscribe và view từ quý vị xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại